Xin chào các bạn. Khi chúng ta cần nối hai cái đoạn ống nhựa PVC với nhau, một loại là đầu lớn, một loại đầu nhỏ. Cái này là ống 27 và đục đầu là 21. Do cần gấp quá phải nối liền hoặc là chúng ta không thể mua được cái đầu nối hai cái đầu này lại với nhau thì các bạn có thể làm cách như thế này ha. Đầu tiên chúng ta sử dụng hai cái đầu ống 21 nè. Hơ một đoạn ống 21 trước. Hơ nóng lên một đầu và nông vào trong cái đầu còn lại. Các bạn làm sâu cỡ 3 phân ha. Bây giờ chúng ta lấy ra. Và do lúc đút vào như vậy cái đầu này nó bị nhỏ lại nè. Thì cắt bỏ nó đi. Cắt bỏ bớt cái phần nhỏ này ha. Và dán keo cái phần này. Đầu tiên chúng ta nối hai cái đoạn ống 21 này trước. Khi dán hai cái đoạn ống 21 này vào khô keo chắc chắn rồi thì các bạn cắt đi. Cắt cái khoảng này ra ha. Và bây giờ chúng ta tiến hành nối cái ống 27 và cái ống 21 này lại với nhau. Nhưng do cái ống 27 này nó vẫn còn nhỏ không có thể vào được thì các bạn sử dụng khò ga hơ cái đầu ống 27 này. Lúc hơ thì nhớ hơ nhanh tay để nó không có bị cháy xém cái này ha. Bây giờ chúng ta lồng vào như thế này. Rồi các bạn dán keo cái phần này ha. Dán keo cái phần 21 này nè. Và bây giờ chúng ta xỏ vào cái đầu ống 27. Cái đoạn ống 27 và đoạn ống 21 nối với nhau đã xong. Các bạn quan sát nhìn thấy rất là thẩm mỹ ha và rất là chắc chắn. Cái mối nối rất là đẹp nè. Rất là liền lạc. Các bạn có kinh nghiệm thì chia sẻ với phần bình luận để mọi người cùng biết với nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.